Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Huê Trần Vlog Nhật ký cuộc sống Mỹ. Mọi người ơi, hôm nay mình làm cái video để chia sẻ cái cách pha hột é cho mùa hè uống giải nhiệt nhé. Cực kỳ đơn giản đấy mọi người ạ. Thì mọi người cùng làm với mình nhé. Mình sẽ chia sẻ cái cách pha hột é đời ơi nước giải khát mùa hè nhé mọi người nhé. Đây là cái hạt đời ơi đây mọi người. Đời ơi. Đây. Còn đây là cái hạt é. Đấy. Và đây là cái đường trắng nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách ngâm hột é với mọi người nhé. Đây là một gói hột é 6k này thì mình khoảng gần 3 lít nước ấy. Thì mình cho một gói này vào luôn cho nó đặc. Mình đổ nước vào. Đấy. Mọi người nó nở nhanh lắm mọi người ạ. Trong vòng mấy phút là nó đã đặc luôn đó mà. Đây là cái lạt hạt đời ơi nhá, mình sẽ đổ nước vào. Đấy. Thì cái hạt đời ơi này đó mọi người, thì nếu mà bóc vỏ ra cũng được mà không bóc vỏ ra cũng được. Thì mình để thế mình ngâm thì tí mình thả vào trong cái. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Wow. Mới có một chút xíu mà nó đã nở thế này rồi mọi người. Đấy. Wow. Đây là bữa nay mình pha cái chỗ này là nó hơi đặc luôn đó mọi người. Đấy. Mọi người nhìn thấy đã chưa? Cái cách này là cách đơn giản nhất mọi người. Còn ai muốn uống đường thì cho đường vào nhé mọi người. Còn không muốn uống đường thì không cần cho đường. Đó là tùy theo cái ý thích của mọi người nhé. Đấy. Mình hớt cái hạt lép này. Đây nó cũng có cái số cái hạt lép nó nổi lên đó mọi người. Mình hớt ra. Nếu mà mọi không muốn ăn đường thì mọi người uống không cũng được nhá. Mà mình thích uống đường thì mình cho khoảng 3. Mọi người thấy nó đặc chưa? Đấy. Xong mình sẽ cho thêm một ít dầu chuối cho nó thơm nhé mọi người nhé. Đây. Mình sẽ cho 2 thìa dầu chuối. Đấy. Cho nó thơm. Mọi người cái này mình pha xong rồi mình bỏ vào trong tủ lạnh. Mình uống nguyên tuần cũng được, cũng không sao mọi người ạ. Bỏ vào trong tủ lạnh cũng dần cũng được. Nó mát đấy. Đấy. Nó thơm lắm mọi người ơi. Cho tí dầu chuối vào nó thơm lắm. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho ra ly nhá. Mình quay phim nên là mình cho ra ly để mình chụp ảnh. Nó đẹp. Đấy. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn chưa?
chắc cho nó nhanh. Wow. Thơm lắm mọi người. Đây, mọi người nhìn. Đấy. Nếu mà mọi người không quay phim thì mọi người làm, mọi người bỏ vào giấy chai ấy để mọi người uống dần cũng được nhé. Đấy. Thì bây giờ cái hạt đời ơi nó đã nở ra rồi đây mọi người này, thì mình cho hai cục vào trong đây. Đấy. Nó nở rồi mọi người. Đấy. Mọi người ở đây cái hạt é đây mọi người. Đấy. Mọi người nhìn thấy. Đấy. Mình cho mỗi cái vào cho nó đẹp. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Nhìn hấp dẫn cho mọi người. Mọi người ơi, cái sản phẩm của mình đã xong rồi đây. Mọi người nhìn, hấp dẫn chưa? Đấy. Nó không ngọt lắm, mình cho ít đường thôi, cũng không cho nhiều đường. Mà nó không ngọt lắm. À, nó thơm vào dầu chuối, xong nó lại mát mát. Xong cái hạt hạt đời ươi nó lại cũng thơm thơm. Nó lại cũng... Thử ăn qua. Mình ăn bằng thìa cũng được mà hút bằng ống hút cũng được. Mát lắm mọi người. Mùa hè mọi người chỉ cần mua một gói đi 99 cent, xong mọi người về pha thế này thôi. Đấy. Ngon, mát, thơm. Mọi người mua về pha xong rồi mọi người bỏ vào trong tủ lạnh nhé. Mọi người đi làm, mọi người uống nó cũng tốt. Mà nó cái hột é đời ươi này nó cũng có nhiều tác dụng lắm mọi người. Hôm nào mình sẽ làm cái video riêng để chia sẻ cái tác dụng của hạt đời ươi với hạt é cho mọi người xem. Hôm nay thì mình pha này, mọi người, nhìn qua chưa? Đấy. Nó thơm. Nếu mọi người muốn cho thêm thạch rau câu cũng được. Ngon. Hấp dẫn mà nè. Xong mình gửi bỏ tủ lạnh thì nó mát hơn đấy. Tại cái này mình pha lên mình cho bỏ tủ lạnh nên uống nó cũng hơi mát mát tí thôi. Còn mình bỏ tủ lạnh xong rồi đi trời nóng mà uống một ngậm vào thì mê ly luôn. Hmm.
hột này nó nhai nhai cũng ngon. Mình chỉ uống được một ngầm một ly, còn đâu tí nữa mình sẽ đổ vào một cái chai nước rồi mình đem đi làm mình uống dần. Thôi mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích hãy đăng ký kênh và subscribe cho mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Cuối tuần mọi người thử mua về mọi người pha cho gia đình uống, nó mát lắm. Thôi thế mọi người cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay hãy đăng ký kênh và subscribe cho mình nha. Bye bye, chào tạm biệt.